Thưa quý vị các bạn, mới đây thì đội Việt Nam đã giành danh hiệu vô địch ở nội dung xạ thủ bắn tỉa tại Hội thao Quân sự Quốc tế Army Games 2021 đang tổ chức tại Hà Nội. Đây là thành tích tốt nhất của các xạ thủ Việt Nam trong các lần dự thi Army Games. Trong ngày thi đấu cuối cùng ngày hôm nay, giai đoạn thứ tư, đội tuyển Uzbekistan đã giành vị trí dẫn đầu. Vị trí thứ hai là đội tuyển Thăng Long của Việt Nam. Như vậy, tổng thành tích sau 4 giai đoạn thi đấu, đội tuyển Thăng Long của Việt Nam đã giành chức vô địch nội dung xạ thủ bắn tỉa. Đội Uzbekistan đứng thứ hai, các vị trí thứ ba, thứ tư thuộc về đội Nga và Belarus. Còn ở nội dung vùng tay nặng thì chức vô địch thuộc về đội Nga. Đội Việt Nam xếp thứ hai, các vị trí tiếp theo thuộc về Belarus, Lào và Mali. Huy chương bạc cũng là thành tích tốt nhất của Việt Nam trong các lần tham dự nội dung vùng tay nặng tại Hội thao Quân sự Quốc tế Army Games.